Hồng Đăng nhiều khi muốn bùng cháy, vứt bỏ tất cả để sống đúng bản năng. Hiện tại, những thông tin về Hồng Đăng vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả cũng như dư luận cả nước. Dưới tâm bão, loạt phát ngôn của nam diễn viên thường ngày nắng về bất ngờ bị đào lại. Nửa cuối tháng 6, Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng có chuyến công tác châu Âu. Riêng nam nhạc sĩ có gia đình đi cùng. Sau khi khám phá nước Ý, họ có mặt tại Tây Ban Nha. Trên mạng xã hội ngày 24 tháng 6, Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng livestream chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ trên sân golf ở đảo Mallorca, hay còn gọi là Mallorca Tây Ban Nha. Song từ đó tới nay, cả hai chưa có thêm bài đăng nào. Cho tới sáng 1 tháng 7, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh trở thành hai cái tên được bàn tán trên mạng xã hội khi bị réo vào một vụ việc tại địa phương lưu trú thời gian qua. Hai nghệ sĩ vướng tin đồn bị bắt do cưỡng hiếp cô gái người Anh 17 tuổi. Từ đó, mọi thông tin về hai nam nghệ sĩ được truyền thông khai thác triệt để. Chuyện tình đổ lệch của Hồng Đăng và vợ bất ngờ được chú ý và hot trở lại. Theo đó, Hồng Đăng là một trong những nam diễn viên nổi bật nhất miền Bắc. Anh được khán giả nhớ mặt thuộc tên với nhiều vai lớn nhỏ trong các bộ phim truyền hình như Nhật ký Vàng Anh, Nhà có nhiều cửa sổ, Những người độc thân vui vẻ, Chỉ có thể là yêu, Cầu vồng tình yêu, Shippo mù tạt và Em. Sở hữu lượng fan đông đảo nên biết tin Hồng Đăng lập gia đình khi mới ngoài 20 tuổi và là ông bố hai con, không ít người tỏ ra tiếc nuối. Cũng vì điều này mà vợ của Hồng Đăng nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả, thậm chí ngoại hình của chị bị một số người mang ra để chê bai xúc phạm. Nhưng vượt qua tất cả, họ vẫn bên nhau. Có được điều đó là nhờ sự khéo léo của chị. Chị khiến Hồng Đăng chẳng những không bất yêu dù đã bên nhau hơn 20 năm mà ngày càng yêu hơn, trân trọng vợ hơn. Trước đó, năm 2017, nam diễn viên từng chia sẻ một đoạn tâm sự dài về cuộc sống gia đình và những khó khăn khi làm nghề diễn viên. Trong đó, Hồng Đăng chia sẻ anh vốn muốn theo nghề kinh doanh nhưng lại rẽ sang hướng nghệ thuật rồi đam mê đóng phim không dứt ra được. Anh cũng thành thật rằng khi sinh con gái thứ hai, Hồng Đăng chỉ ở nhà được vài ngày rồi đi biệt tâm. Những vui buồn trong gia đình chỉ được biết đến qua tin nhắn, cuộc gọi điện thoại. Chính vì thế, anh càng nể phục và yêu thương vợ hơn, đặc biệt là khi thấy vợ phải nhẫn nhịn trước sự tấn công của cư dân mạng. Tuy nhiên, anh chàng cũng cảm thấy bất lực kém cỏi khi không thể bảo vệ gia đình trước những lời nói của anti, anh hùng bàn phím. Và anh cũng cảm thấy có trách nhiệm phải xoa dịu vợ trước những khó khăn đó. Mặt khác, tự bản thân Hồng Đăng cũng có lúc cảm thấy, nhiều khi cũng muốn bùng cháy vứt bỏ tất cả để sống đúng bản năng của mình, nhưng rồi ba nghĩ lại điều đó không nên vì ba có mẹ con và hai cô công chúa của ba rồi. Chia sẻ của Hồng Đăng nhận được nhiều sự đồng tình của bạn bè cũng như những người hâm mộ anh. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ mà tình cảm của chàng diễn viên dành cho vợ của mình, đồng thời ca ngợi Hồng Đăng là người chồng tốt. Trước đó, trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi thời gian ở phim trường nhiều hơn ở nhà, đóng cặp với toàn bóng hồng xinh đẹp, Hồng Đăng có khó khăn khi phải kiềm lòng không? Nam diễn viên đã thẳng thắn cho biết, tôi là một người khá lạ, kể cả khi theo đoàn phim hay công việc ở nhà hát kịch, gần như chưa bao giờ tôi có cảm giác gì khác lạ với bạn diễn hay đồng nghiệp. Có thể là vì mình đã biết họ quá rõ rồi chăng? Nếu không phải đi làm, tôi chỉ thích về nhà, ngoài việc gia đình thì quanh quẩn với các thú vui của bản thân, chơi điện tử, xem phim rồi tụ tập với hội xe cộ, hoặc không sẽ rủ vợ đi xe máy lượn lờ ăn vặt khắp phố phường Hà Nội. Tuy nhiên, câu trả lời gần như chưa bao giờ của Hồng Đăng lại khiến người đọc hoang mang. Sau đó, nam diễn viên thừa nhận có những phút yếu lòng nhưng may mắn bà xã luôn kéo anh về. Vợ tôi là một người rất khéo léo, cô ấy có linh cảm rất tốt. Ví dụ, khi có cảm giác tôi yếu lòng, sẽ ngay lập tức có động thái, quan tâm, hỏi han, chia sẻ. Cô ấy luôn kéo tôi về và can thiệp cho nên tôi lập tức ngoan ngay.